Xin mến chào VN chia của chú, quay trở lại kênh Việt Phú. Hôm nay em có đi đến quầy hàng hỏng ở chỗ đồ điện tử ấy, có một số cái đầu của Sony, Victor thứ để quay quý vị cùng xem. Thì đây có một con Sony 337SD. Còn này thì có optical digital các thứ. Thì quay quý vị cùng xem con này thì bán ở quầy hàng hỏng. Con này đây, thông tin nó thì là con CD Presa của Sony CDP337SD. Con này thì người ta đã check và cái cửa này, cái CD thì nó không mở quý vị ạ. À, cái này nó không mở, đĩa thì vẫn đọc bình thường nhưng mà cái này nó không mở ra. Đấy, tay như kiểu mở tay hay sao đấy. Đấy, thì đĩa vẫn đọc bình thường nhé, nhưng mà cái này nó không ấn vào nó không tự động nó mở. Thì chắc là phải chỉnh sửa tí, chắc là không không khó khó lắm. Thì con này giá người ta bán là 11.000 cả thuế. 11.000 cả thuế thì tương đương khoảng tầm 2 triệu tư Việt Nam đồng chưa cước. Con này cước cũng nặng, khá nặng. Ngoại hình thì cũng khá là còn ngoại hình gọi là tầm mức khá. Hàng cũ thì bán ở quầy hàng hỏng thì cũng không thể đánh được những cái lỗi như là bẩn xước. Đấy, thì em sẽ quay ra phía sau cho quý vị cùng xem cái thông tin phía sau đó luôn. Đây là thông tin phía sau nha quý vị nhé. Sony AU100V này, 22W, 50-60Hz, Made in Japan này, CDP337ESD. Con này có cổng optical này, có cổng digital Corsia này. Đấy, thì sau này là hai cổng layout của ra loa và ra Fisher các thứ. Đây, thông tin nó rất đơn giản vậy thôi, khá nặng với việc đấy. Người ta bán cũng khá là cao. Con này thì cái hàng mới ấy, mà hàng mà không không hỏng ấy, thì em thấy thường thường bán 3 man hoặc là 3 man 3 cả thuế. Thì con này cái cổng CD nó không tự nó không mở ấy, thì người ta bán rẻ hơn có 1 phần 3 giá. Thì nếu mà quý vị nào lại về sửa thì cũng rất là ok. Thì em sẽ cho cái này nó quay vào vào đấy, được cả là cái con này thì nó không có điều khiển. Đây là giữa này em có mấy con chơi của thằng Pioneer là có Victor này, Victor này. Bên này em có một em Sony CDP315 khác này. Con này thì nó không không đọc, đĩa nó không đọc. Con này thì nó nhẹ tênh. Con này bán có 2.700, tầm 600.000. Con này thì nó không có optical hay là Corsia gì cả, nó chỉ có LDA thôi. Nên là không cũng ít người hỏi con này, nên người chơi con này. Nên con này có optical Corsia. Còn Victor thứ này em chưa mở ra. Con này 3.000 thì chắc là cũng có không. Chỗ này rất nhiều đồ nhưng không biết có cái đồ gì hay để quay cho vị cùng xem thôi, chứ đồ nhiều lắm. Đồ rác cũng bán nhiều. Trước thì có một em Sony 777SD này rồi. Có một anh ở trong Bình Định lấy rồi ạ. Gửi về Việt Nam rồi quý vị ạ. Giá thì 3.000. Có điều khiển, con này không có điều khiển. Vẫn hoạt động bình thường này. Người ta ghi đây là hoạt động bình thường nhé, nhưng mà không có điều khiển. Có cái giá 3.000. Em sẽ quay phía sau thông tin con này cho quý vị cùng xem chút. Đây, Made in Japan này, 100V 25W. Có rất là nhiều đường ra luôn, 4 kênh. Dòng này thì nó không có Corsia hay là optical ấy. Đầu ở đây là một con Pre của Sony. Đây, Việt Nam mình hay gọi là con Re ấy. Đây quý vị, quay dọc một chút lại cho quý vị cùng xem theo cái hàng của nó. Đây thì tiện em ghé qua đây thấy có mấy con
nó hay hay vậy. Em quay cho quý vị cùng xem chút. Video này em quay ngắn một chút để vì hôm nay quán rất là đông, nói to thì cũng hơi bất tiện, mà quay lâu cũng hơi bất tiện, nên là hẹn là em sẽ quay trong video tiếp theo. Em xin chào, hẹn gặp lại.